Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn. Moto Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Anh em theo dõi biết hả, có mua, có bán, có trao đổi luôn ha. Thường thì xe xài lướt, đẹp, độc và đặc biệt giấy tờ phải được rõ ràng. Mới mua bán ha quý khách hả, không mua bán những xe tầm bậy tầm bạ, giấy tờ không sang tên hoặc là xe đâm đụng dập nát thì ở đây Moto Văn Nga không mua hả. Nên anh em có nhà ý muốn bán xe gì thì liên hệ mình báo giá rồi giao dịch hả. Có khi mình báo giá là mua được, có khi mua không được, nhưng mà thường thì những xe xài lướt thì mình rất thích, mua cái giá nó cũng tương đối tốt ha. Không dám nói sẽ là mua cao nhưng mà sẽ mua giá rất tốt. Nên anh em có mua bán thì liên hệ, quý khách mua có mua bán liên hệ hả. Rồi, vẫn như mọi khi thì mình sẽ làm những cái clip chi tiết từng xe để phục vụ anh em đam mê. Vừa rồi có livestream được mọi người, được anh em đón nhận cũng rất là mạnh, nhưng mà cái clip đó thì nó chung chung quá. Trong đó cái clip đó có ghi chiếc này luôn, nhưng hôm nay sẽ làm tách biệt ra từng chi tiết chiếc xe này để thử anh em thấy có phù hợp thì có lựa chọn thì lựa chọn hả. Rồi, đây là chiếc Breakout đời 2022 luôn nha. Một dòng số theo, một chiếc xe cực kỳ mới, mới đập thùng hôm tháng 7 2022 này luôn. Rồi, mời các anh em xem qua ha. Breakout thì thời gian qua bán cũng được rất là nhiều, nhưng chưa có chiếc nào mà đỉnh mà mới như chiếc này hết. Chiếc này được đập thùng tháng 7 2022 và đúng đời luôn nha. Lăn bánh hôm nay chỉ 700 km mà thôi. Rồi, các anh có tính đi mua xe mới mà đặt lâu quá thì coi qua thử chiếc này, vừa có xe sẵn, lát mình sẽ báo giá cụ thể luôn và có lên một số đồ chơi cũng tương đối xịn. Rồi, cái giá anh chủ cũ cắt lỗ xong thì anh em thấy có phù hợp không ha? Rồi đưa ra quyết định ha. Mình bán xe xài lướt cái nó trở thành một cái thói quen luôn rồi. Các anh em có xe xài lướt thường hay chào mình lắm, nên mình rất là thường mua được những chiếc xe xài lướt rất là đẹp. Breakout là một dòng sát theo, dòng sát theo thì có mấy đầu xe, trong đó có Fatboy, Fatboy Heritage, rồi Rockin, Rockin là Touring này. Dòng sát theo thì có mấy đầu xe vậy đó, trong đó có Street Bob, Fatbob đồ luôn ha. Rồi, chiếc xe này được đập thùng tháng 7 2022, đúng một chủ thôi nha. Trên cái đát sườn luôn, đây được sản xuất là tháng 4 2022 luôn nha. Đó, đập thùng, sản xuất tháng 4 bên Thái Lan và nhập về Việt Nam đúng một chủ, đập thùng hôm tháng 7 và lăn bánh 700 cây. Xe này chưa bảo dưỡng lần đầu luôn, trong 500 cây thì bảo dưỡng lần đầu, nhưng mà anh chủ này cũng không có dự định đi lâu dài đó, vì có công việc á, đi nước ngoài nên ảnh nhượng lại, nên ảnh cũng chưa đi bảo dưỡng lần đầu luôn. Quý khách mua về thì ra đã đổi cái tên lại, ở tại hãng đổi cái tên lại rồi mình làm bảo dưỡng lần đầu luôn ha. Nếu anh em có, nếu quý khách nào mà mua được chiếc này về, mình đổi lại cái tên rồi mình bảo dưỡng lần đầu luôn xuyên suốt để cái lịch sử xe nó theo ý mình luôn. Đây, xe 2022 nè, đó, mấy cái gai gió rồi còn nguyên hết hả, chưa hề rụng. Mình ghi cái góc nghiêng á, mọi người mới thấy được cái gai gió nó còn nguyên. Đó, rất là mới luôn. Đây, những cái tem
những cái tem nhập khẩu thêm chất lượng còn nguyên hả, chưa có tháo luôn. Rồi. Chỉ thiếu cái đi khui thùng tại hãng thôi chứ chiếc xe này không khác gì là xe mới hết. Đó. Mọi chi tiết rất là mới ha. Bộ pha đèn rất out, rất là đẹp. Đó. Đèn bi ha, đèn bi, đèn led bi. Rồi, để tắt chứ để lắc yếu bình không có cho coi ô đô đồng hồ luôn chứ. Rồi xe ô đô hôm nay chỉ có 700 km mà thôi ha, mới 700 km thì quá mới luôn. Rồi, đây mạ chrome bóng ha, mạ rất Âu thì mạ chrome bóng rất là bóng. Rồi xe trang bị thêm được đồ chơi cũng tương đối ha, đặc biệt đây là đặc biệt lọc gió Simenigo nè, chống đổ nè, dây bori Simenigo nè, những cái đồ rất là xịn. Lọc gió này có giá bán tại hãng là 28 triệu mấy trăm á nha, nguyên lọc gió nè, lọc gió zin còn nha, lát mình sẽ cho xem. Bộ dây buri này tầm 5 triệu. Chống đổ này tầm 10 triệu. Rồi, bộ bô này mua mới tại hãng là 28 triệu luôn, bộ bô Vision 2, Vision 2 ha. Mới tin luôn nha, mua mới tại hãng luôn, bộ bô rất là mới, chưa có dùng bao nhiêu hết. Bộ bô mới còn, bộ bô zin còn trong hộp bên đây ha. Rồi, nói về động cơ luôn đi, để cho những anh em mà không có rành đó. Động cơ của chiếc Brado thì 114 cubic ha, là 1868cc. Động cơ Mayweather ha, động cơ Mayweather dòng mới ha. Hôm nay Harley vẫn chưa thay đổi cái khối động cơ, dòng động cơ này. Dòng động cơ này từ 2018 trở lên đây thì sử dụng động cơ Mayweather rồi. Quá mới luôn. Muốn đội mặc được luôn ha quý khách hả? À. Thùng xăng cũng vậy, màu đen nha. À. Màu đen. Phần lớn rất ao màu đen thì nhiều, nó cũng có những màu khác nhưng màu đen là nhiều. À. Chìa khóa còn nguyên, chìa khóa này và khóa cổ. À, mình có cái móc khóa mô tô Văn Nga luôn hả, quý khách mua mình sẽ tặng cho cái móc khóa bằng da luôn nha, mới làm gần đây ha. Còn những quý khách nào mà đã mua xe mô tô Văn Nga vừa rồi đó, nếu mà có tiện đi ngang đây thì mô tô Văn Nga sẽ tặng một cái móc khóa đẹp luôn, móc khóa xịn nha. Và nếu mà không tiện đi thì nhắn cho cho cái địa chỉ thì mình sẽ gửi bưu điện tặng nơi ha. Có làm mà móc khóa tặng nhẹ nhẹ để làm kỷ niệm cho vui thôi, chứ cũng không có gì. Rồi xe biển số Thành phố Hồ Chí Minh mới đập thùng thì bữa nay nó bằng số 36 rồi, 59A3.
36895, số cũng đẹp. Đây, 36895 ha, không có số 4. Quá mới luôn. Lan can luôn, siêu xài lớp luôn. Có điều kiện cực kỳ thông thả và chơi mua làm của rồi luôn thì đi đập thùng xe mới. Còn anh em chơi mà thường hay đổi đó thì chơi trải nghiệm đó thì xem qua chiếc này thử ha. Và kể cả mua làm của luôn, lâu dài luôn thì chiếc này cũng hội đủ điều kiện luôn. Và trang bị thêm đồ chơi sẵn hết rồi ha. Bộ lốc nó bóng lưỡng luôn nè, nhìn mặt được luôn. Nhìn mặt ông chủ đẹp trai trong này luôn nè. Đây, đồng hồ của chiếc Brazil mình thích nhất. Nó gọn, nó không có bị lợm thợm gì hết. Một cái đồng hồ rất là dạng khẳng định. Nhỏ xíu thôi mà hội đủ những thông số tất cả trên nó hết. Dây điện rồi cũng không thấy đâu hết. Không hề thấy đâu ha. Chỉ chùm dây điện dưới này lên vô trong cái ống tay lái này thôi. Và lên ngay cái đồng hồ này thôi. Rất là hay. Rồi, những cái đồ chơi mình đã nói rồi thì đồ chơi, cái đồ zin còn nguyên đây. Bộ bô còn nguyên trong này nha. Bộ bô zin còn nguyên trong này. Qua bên này luôn. Bộ bô trong này chưa dùng gì hả? À, bộ bô van 2 ráp trên xe. Cái thùng này là bộ bô zin. Còn này là bộ lọc gió zin nha. Kèm bộ dây buri trong này. À, tất cả những cái đồ zin là còn để nguyên hả? À đây có cái giá của cái lọc gió 28.300.000. Trời, lọc gió cũng xịn sò quá trời luôn. Đó, Shimano mà lúc nào cũng giá nhiều tiền chứ còn không có ít tiền đâu. Rồi đầy đủ. Bộ bô đó cũng 28-30 triệu rồi. Bộ lọc gió cũng vậy luôn. Hai cái đó là đủ. Cái này và cái này thì đủ như là 60 triệu rồi. Hay gần 60 triệu rồi. Chống đổ này cả chục nữa là hết 70 rồi. Bộ dây này 5 triệu nữa là 75 triệu rồi. Máp xe luôn nữa hả? Tính ra máp xe luôn nha. Thường hay vô bô này và vô lọc gió thì máp xe luôn, chạy nó mới nhẹ và chạy nó mới ngon. Nên máp tài hoãn luôn ha. Nên chiếc xe chạy rất là nhẹ, rất là ngon. Máp này thì cũng không phải là ít tiền đâu, cũng tầm mười mấy 20 triệu cho bộ máp này hả. Tính ra cái xe này mua mới xong vô đồ chơi tầm 70 triệu, máp đồ luôn cũng thành 80-90 triệu rồi. Chứ không phải là ít, vừa rồi mình có nói sơ là tầm 60 triệu nhưng mà không 60 triệu đâu. Cái này cũng phải tầm xong xuôi hết tầm 80-90 triệu lên đồ rồi xong ha. Rất là vừa ý luôn. Chiếc này thì nặng 293 kg, trọng lượng khô ha quý khách hả? 293, nếu mà so ra một chiếc xe nó xoay quanh 300 kg thì nó cũng tương đối nặng. Nhưng được cái trọng tâm nó thấp, trọng tâm nó chỉ 650 mà thôi ha. Những anh em
cao 1m6 đồ đổ lên thì vẫn dùng và rất out ok. Còn nếu mà dưới 1m6 thì chắc là dùng cũng được, nhưng mà nó hơi khó hả, với điều kiện những anh em rành xe, chơi xe lâu năm rồi gọi là điêu luyện á, thì sẽ xử lý nó an toàn hơn. Còn dưới 1m6 mà nhẹ cân quá và cũng không có quen mấy khi chơi xe đó thì chiếc này nó hơi nặng ha, nó hơi khó. Chứ còn cỡ 1m6 đồ đổ lên thì chiếc này dùng cũng thoải mái ok thôi. Gì nữa ta, rồi chắc hết rồi, mới quá rồi. Mọi người sẽ quan tâm là cái giá của chiếc xe này. Chiếc này đập thùng mới là bữa nay ra tên xong thì tầm 890 triệu cho chiếc xe này nha. Xe này đúng một chủ đập thùng hôm tháng 7 này luôn thôi, thì bữa nay mới tháng 9 thôi, thì trong vòng chỉ có 2 tháng mà thôi. Xe được trang bị đồ chơi nãy tạm tính là 70 triệu, cộng tiền map rồi vô vòng vòng phải 90 triệu đó, 90 triệu. Mình cứ tạm tính 80 triệu so với cộng với 890 triệu thì chiếc xe này nó rơi vào 970 triệu, 970 triệu ra tên và cộng hết đồ chơi ha, tầm 970 triệu nha. Vừa rồi mình livestream thì có nói nhấp nhấp tính lại thành 950, nhưng mà không đâu, phải tầm đủ 970 triệu thì mới ra tên xong xuôi cho chiếc xe này lăn bánh luôn ha. Còn giá bán cho chiếc này giá cắt lỗ, anh em nếu mà mua thì chắc đâu đó lợi được 100 mấy chục triệu luôn á. Này có giá bán là 825 triệu nha. Giá bán 825 triệu chắc là một cái giá tuyệt vời nếu mà so với các anh em đi mua xe mới. Xe này được cắt lỗ như vậy và trang bị đồ chơi sẵn, đồ zin còn đủ. Quý khách mua thì mình bao vận chuyển, bao rút hồ sơ giao quý khách luôn nha. Rất là một cái giá mình phải nói rằng lâu ngày mới có được chiếc xe và nó mới vừa ý như vậy, và cái nó mới vừa ý như vậy và cái giá nó hợp lý ha. Rồi, các anh có điều kiện thì đi mua xe mới để làm của đồ luôn. Còn nếu chơi trải nghiệm chơi thì xem qua chiếc này thử hả. Mà chiếc này cũng là dư đủ điều kiện để mình mua làm của chơi lâu dài luôn cũng ok. Giá bán 825 triệu cho chiếc Rao 2022 luôn nha. Rồi, xe mua mới tại hãng thì tất cả bảo hành hãng còn nguyên giá trị luôn nha, chưa bảo dưỡng lần đầu luôn. Quý khách mua về thì mang đi bảo dưỡng và thay đổi tên họ tên để mình theo dõi cái xe lịch sử bảo dưỡng xe luôn nha. Tất cả còn mới còn nguyên giá trị. Rồi, có khi nói nó đủ hoặc là không đủ gì đó thì trên góc màn hình có hai cái số điện thoại, anh em có thể liên hệ thêm xin thông tin hình ảnh, hoặc là có muốn đặt cọc thì liên hệ mình cho số tài khoản đặt cọc ha, mình sẽ vận chuyển đến nơi. Rồi, số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Moto Vanga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường Lạc, quận Bình Tân. 335 An Dương Vương, phường Lạc, quận Bình Tân nha. Rồi, xong rồi. Có duy nhất một chiếc mới theo kiểu như vậy thôi nha, trong 2022. Tại cửa hàng thì đây cũng còn một chiếc cũng 500 cây. Chiếc này 500 cây nhưng mà 2019. Này cũng 500 cây, 500 km thôi nha. Xe này thì nguyên zin như xe mới. Này có giá bán là 735 triệu. Quý khách muốn ít tiền một tí xíu thì chọn chiếc này, và cao tiền hơn một tí xíu thì chọn chiếc này 2022 luôn. Và thậm chí có chiếc này luôn, 695 triệu cũng đời 2019. Chiếc này thì lăn bánh 6.500 rồi. Đó. Rồi hả? Muốn ít tiền tí nữa mà đi ngon mà tiết kiệm xăng luôn thì tiết kiệm nhiên liệu thì có chiếc cúp đây. Chiếc cúp này mới mua được. Chiếc cúp này chiếc lít cúp nha, 50 phân khối và phun xăng điện tử luôn. Tại sẵn tiện nói luôn chứ quý khách sẽ thường hay thấy con này, hỏi thử con này thử bao nhiêu tiền và xe có bán hay không và nó như thế nào ha. Chiếc này mới lăn bánh cũng có 680 km thôi. Xe này đi học, đi chợ, đi quanh quanh và kể cả đi xa cũng được. Rất là vừa ý. Đó, 50 phân khối. Phun xăng điện tử luôn. Lít cúp ha. Đời 2014, 2015, 2016 gì á. Quên đời rồi. Mua cho mẹ đi chợ, cho con đi học, cho ai đó đi đâu đi. Một lít xăng đi tầm 7-80 cây số là chứ không phải là ít đâu.
lăn bánh có mấy trăm cây. Xe này xe hải quan chính ngạch nha, giấy tờ chính chủ sang tên nha. Đó, quá mới luôn. Ngày xưa kia xe cúp thì nó nhiều, chứ bây giờ xe cúp dạng như vậy là rất là hiếm ha. Nè, cục máy phun xăng điện tử có tí xíu 50 à, có bầu hơi dưới này luôn nè. Rồi anh em có quan tâm thì lựa chọn ha, 90 triệu nha. Trong nhà có một chiếc để dành, trong kia nữa chiếc màu đen nữa luôn. Rồi chắc cũng xin kết cái clip tại đây, và rất là chân thành cảm ơn tất cả anh em đam mê xe, quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ Mô Tô Văn Nga. Lại một lần nữa mình rất là chân thành cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe ha. Rồi xin chào mọi người.